Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em ở cái bài số 7 không nào. Trong quá trình học về cái phần vector này thì chúng ta cũng sẽ nắm giùm thầy các quy tắc của cái phần ví dụ như quy tắc về hình bình hành, quy tắc 3 điểm, quy tắc hình hộp ha, quy tắc cộng, quy tắc trừ. Ok. Các quy tắc đấy nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện cái bài tập về vector rất là dễ dàng. Nếu mà em rành về vector trong hình thật thẳng thì trong vector trong không gian này thì thầy nghĩ chúng ta cũng sẽ thực hiện cũng rất là dễ dàng, chứ không có vấn đề gì mà gọi là phức tạp cả các em ạ. Ok. Rồi, clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp tục cho em ở cái bài số 8. Được không nào? Bài số 8. Trong trình học thì các em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy, chia sẻ bài giảng giúp thầy, like, comment tích cực để ủng hộ thầy các em nhé. Rồi, thầy sẽ đọc cái đề bài như sau. Cho hình lăng trụ tam giác ABC, đấy là A', B', C'. Có vector AA' bằng vector A, vector AB bằng vector B, vector AC bằng vector C. Hãy phân tích hay biểu thị các vector B', BC' qua các vector ABC. Nghĩa là qua ba cái vector này. Các em hiểu không nào? Thì bây giờ để làm được điều này thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái hình ra. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn. Đầu tiên là cái vector B'C, thứ hai là vector BC' qua ba vector ABC, được chưa? Ok. Lăng trụ ở đây thì hai cái đấy chúng ta đã chính là tam giác nha. Tam giác thì này. Lăng trụ tam giác thì rất là dễ vẽ hơn em ha. Ta đưa cái thước cố gắng cho nó giữ nguyên và nó phải song song em nhé. Được chưa? Chắc chắn là cái cạnh ở trong này sẽ là nét gì em, nét đứt, tại vì chúng ta không thể nhìn thấy được. Ok, như vậy thì chúng ta ký hiệu vô. Đây là A, B, C, thì tương ứng ở đây sẽ là A', B' và C'. Được không? Đó. Đầu tiên, thầy sẽ phân tích cái vector ở đây là B'. Thế nào, B'C đây. Qua ở đây là AA', AB với lại là AC, 1, 2, 3 vector này. Được chưa nào? Như vậy thì các em thấy rằng là bây giờ các em thấy cái vector B'C nó sẽ bằng gì các em? Bạn nào biết? Nếu như ở đây thầy nói AB' nữa để các em thấy này. AB' thì ở đây chúng ta thấy là vector B'C theo cái phép trừ của hai vector thì vector B'C thì nó bằng gì em? Nó sẽ bằng vector gì em này? Nó sẽ bằng vector AC trừ đi cho vector AB'. Được chưa nào? Như vậy đây, nhìn định hình thầy sẽ làm cho em trước. Ta có cái vector B'C, B'C thì nó sẽ bằng vector AC trừ đi cho vector gì? AB'. Có đúng chưa? Bằng tiếp
AC phẩy cứ để đó. Tại vì AC phẩy chúng ta đã có theo vector C này rồi, nên ta không cần phân tích nữa. Trong khi đó vector AB phẩy, các em thấy vector AB phẩy thì nó lại bằng gì? Nó chính là bằng gì các em nè? AB phẩy thì nó lại bằng là gì? AB cộng cho BB phẩy. Đây này, hiểu không? AB phẩy này thì nó sẽ bằng vector AB cộng cho vector BB phẩy. Như vậy dấu trừ để kể nó sẽ bằng vector AB cộng cho vector BB phẩy, hiểu chưa? Bằng tiếp ở đây vector AC trừ để đó, vector AB cứ để đó luôn. Trong khi đó các em thấy là cái hình cái tứ giác AB phẩy, A phẩy đây chính là hình bình hành chứng tỏ cái vector BB phẩy thì nó sẽ bằng vector AA phẩy. BB phẩy sẽ bằng vector AA phẩy. Như vậy thì BB phẩy này thầy sẽ thế bởi là gì? AA phẩy. Các em hiểu không? Sau như vậy thì chúng ta đã có đầy đủ tất cả vector theo vector ABC rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thế mới thôi. Trừ thì chúng ta bỏ ngoặc ra, đổi dấu. Như vậy thì AC ở đây, đây này, các em thế chỗ đây vô chỗ này. Như vậy AC chúng ta là bằng vector C trừ AB. AB chúng ta là vector B và đây là vector A. Một cái, hiểu không? Hiểu chưa hả? Ok. Rồi, ta có. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái vector BC. BC phẩy bằng, em nhìn thế này, BC phẩy. Đây, thầy sẽ nói BC phẩy là như vậy thì theo em thì cái vector BC phẩy này nó sẽ bằng gì nè? Thầy sẽ nói cái anh ABC này là để các em dễ thấy, chứ học hình mà nó trọng trọng không có cái hình thì rất là khó hiểu, đúng không? Như vậy thì cái vector BC phẩy nó bằng vector gì nè? Bằng vector AC phẩy trừ đi cho vector, trừ đi cho vector gì các em? AB. Thầy nói lại, ta nhìn được quy tắc 3 điểm này, ABC phẩy này, thì nếu như mà các em viết AC phẩy thì nó sẽ bằng vector AB cộng cho vector BC phẩy, đúng chưa? Thì khi đó vector BC phẩy này nó sẽ bằng vector AC phẩy trừ đi cho vector AB. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái đó ra trước, bằng vector AC phẩy trừ đi cho vector AB. Như vậy vector AB này đã có rồi, chúng ta không cần phải phân tích gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái vector AC phẩy này ra. Mà trong khi đó các em thấy này, cái vector AC phẩy thì nó lại bằng gì các em? Nếu như các em nhìn giùm thầy 3 điểm A phẩy C phẩy thì vector AC phẩy bằng gì? Có phải nó bằng vector A phẩy cộng cho vector A phẩy C phẩy không? Đúng không? Như vậy thì cái anh AC phẩy này chúng ta tiếp tục phân tích ra trở thành vector A phẩy cộng cho vector A phẩy C phẩy, ở đây trừ cho vector AB cứ để nó. Bằng tiếp, vector AA phẩy đã có. Như vậy A phẩy C phẩy, đây A phẩy C phẩy thì nó lại bằng cái vector AC trừ cho vector AB ở đây. Bây giờ có đủ chưa em? Đây, ta thế cho thôi. Như vậy thì A phẩy chúng ta sẽ bằng vector A ở đây, đúng không? AC đây cộng vector AC và chúng ta sẽ trừ cho vector B. Đó. Vậy chúng ta kết luận. Vậy khi chúng ta phân tích thì vector BC phẩy nó sẽ bằng vector C phẩy trừ cho vector B trừ cho vector A.
Còn cái anh BC phẩy này thì sẽ bằng vectơ A cộng vectơ C và trừ cho vectơ vectơ B. Và từ đây chúng ta có thể rút ra được một cái nhận xét. Ta có thể rút ra được một nhận xét là ba vectơ, vectơ A, vectơ B và vectơ C ở trên gọi là gì các em? Gọi là bộ ba vectơ. Gọi là bộ ba vectơ cơ sở các em. Cơ sở. Cái này là dùng để phân tích các vectơ khác được chưa? Gọi là bộ ba vectơ cơ sở. Ta xem lại thầy cái bài số 8 này. Trong cái phần vector thì nói với em là cái quy tắc 3 điểm chúng ta dùng rất là nhiều, cũng như là quy tắc hình bình hành em nhé, quy tắc hình bình hành hoặc là cái quy tắc trung điểm, trung tuyến ấy, trung tuyến. Nếu mà với M là điểm bất kỳ ấy, Y là trung điểm của AB ha, thì chúng ta có gì cái gì đó thì chúng ta đã biết rồi ha. Hoặc là trọng tâm G, GA, vector GA cộng vector GB cộng vector GC thì bằng vector 0. Những cái đó chúng ta phải thuộc em nha. Các em mà không thuộc thì không thể nào mà làm tốt được cái bài của mình được em. Đừng có bảo các bạn khác tại sao giỏi mà mình dở, tại vì mình không chịu cố gắng. Và mình phải để ý những cái gì mà nó hay lặp lại và nó hay gặp ở trong bài làm bài thi thì chúng ta phải nhớ. Các em rõ thế nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 9. Ok, chúc em học tốt nha. Bye bye.